Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Thì sau khi xử lý cây nhãn Indo từ 20 đến 30 ngày thì cây nhãn của chúng ta sẽ bắt đầu ra hoa các bạn. Đây là vườn nhãn Indo đã xử lý được 26 ngày nè anh chị và các bạn. Thì để phân biệt được cây nhãn của chúng ta có xử lý thành công hay không, có ra hoa hay không hay là ra đọt, thì chúng ta nhìn vào cái dồi bông như vậy thì chúng ta có thể nhận biết được nè quý anh chị và các bạn. Nhìn vào phần đỏ của cây nhãn cạnh những cái mép lá nhỏ, chúng ta thấy xuất hiện những cái nốt nhỏ nhỏ, những cái hạt nhỏ nhỏ như vậy thì chúng ta chắc chắn là cây nhãn của chúng ta đã ra bông rồi các bạn. Đây, những hạt nhỏ nhỏ này chính là mầm hoa đó nha các bạn. Còn phần đọt nó như vậy là nó không có ra hoa nha các bạn. Nó chỉ có ra lá thôi. Đây, chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy nó chỉ có cái phần lá nhọn thẳng đứng, không hề có những nốt nhỏ nhỏ như lúc nãy mình vừa thấy các bạn. Đây, hoàn toàn là lá không, không có xuất hiện mầm hoa nè các bạn. Để cải thiện tình trạng cây nhãn nó ra bông không được mạnh, hoặc là nó chỗ bông lọt xọt, nó chỗ bông không đều. Sau khi cây nhãn của chúng ta nó ra bông được như vậy, muốn cho cây nhãn nó ra được nhiều bông và cái dồi bông nó dài, nó đậu được nhiều trái, sai trái, thì chúng ta có thể phun thêm một số loại phân bón lá siêu ra hoa và đậu hỏa như là HQ101 hoặc là đầu châu 701 hay là F94 để giúp kích thích cho cái bông nhãn của chúng ta nó ra được dài hơn, nó chỗ đồng lọt hơn, nó chỗ đều hơn và nó tăng tỷ lệ đậu quả sau này cho cái nhãn của chúng ta nha các bạn.